Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel youtube của kiến trúc thời đại Thì hôm nay mình xin phép giới thiệu đến các bạn một cái mẫu nhà phải nói là cực kỳ hot Cực kỳ hot các bạn nhé Một cái mẫu nhà cấp 4 mái thái Rất là đẹp Hiện nay thì cái mẫu nhà này Thì đã được phát triển thành một cái dự án ở bên Thái Lan cơ Với hai cái thiết kế điển hình là ba ngủ hai vệ sinh và hai ngủ hai vệ sinh đây cái thiết kế này là ba ngủ hai vệ sinh còn đây là thiết kế mà hai ngủ, hai vệ sinh các bạn nhé. Ở bên Thái Lan ở bên Thái Lan thì họ bàn giao phun nội thất và đóng theo tiến độ giống như kiểu là chủ, chủ đầu tư Vingroup group ở bên Việt Nam mình ấy. thì hiện tại mình mình đã nhờ một cái người bạn ở bên Thái Lan để tìm hiểu về cái dự án này chủ đầu tư của dự án là list the house cái dự án là list the house Pekan Đấy, thì đó, nói chung là rất là đẹp còn đây là còn đây là cái hình ảnh mà à, à, nội thất thực tế của của cái căn nhà này nhá đây là chủ đầu tư sẽ làm làm sẵn cho cư dân cư dân tiến chỉ việc ở thôi đó chúng ta sẽ đi lần lượt nhá Đấy, đây, là phối, đây là phối cảnh của căn ba ngủ này Đấy, ở, ở bên ngoài này ngoài thì đánh đánh số này đây là khu vực bếp bếp này thì là khá là riêng tư nhìn rất là đẹp tông màu chủ đạo đây là màu gỗ màu gỗ sáng và màu trắng cái khu vực bếp này thì được ngăn cách với cái không gian phòng ăn bởi bởi cái cửa lùa này này cửa lùa này rất là hay đấy vừa có thể lấy được ánh sáng này vừa có thể là ngăn mùi khi mà mình nấu nướng sử dụng đấy, còn cái công năng của nó thì cũng đơn giản thôi giống như là mọi cũng cũng uh cũng đủ công năng tủ lạnh hút mùi chậu rửa AOC đấy đó lấy sáng cửa lấy sáng cửa lùa lấy sáng đấy, vẫn là khu bếp các bạn nhé bếp à, hai chiều đấy còn đây là cái cái phần ngoài từ phía sau của cái dự án này đây là cả một cái khu đô thị họ phát triển để bán bên này lan kinh khủng rất là kinh khủng nhìn rất là đẹp cái phong cách mà mà chủ mà chủ đầu tư để bàn giao cho cho cư dân ấy là phong cách tối giản đấy các bạn nhé sử dụng là gỗ tự nhiên kết hợp với với gỗ công nghiệp bộ bàn ăn ghế ghế ngồi trước cửa sổ nói chung là khá là hiện đại nhưng mà có vẻ là ở những cái nước nhiệt đới như như khu vực đông nam á thì thiết kế này có vẻ là hơi nóng và nhiều muỗi nhiều muỗi và nhiều côn trùng thì phải đấy, đây là phòng khách một góc của phòng khách này sofa nhìn thẳng vào kệ tivi, một cái tab có số tá bàn ăn. quạt quạt deco, nhìn rất là đẹp, rất là hiện đại. một cái không gian phòng 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 ngủ, phòng nghỉ. Chúng ta không bố trí giường mà mà chỉ bố trí cái cái, cái nệm thôi. Ok. Đây, đây, là một phòng ngủ khác. Đây là toàn toàn là gỗ công nghiệp nhé, Gỗ công nghiệp. Rất là hiện đại. Nhà vệ sinh thì sử dụng gạch trắng sứ màu sáng kết hợp điểm nhấn là, là là là, những cái đồ trang trí để co gương các thứ là màu gỗ rất là sang trọng sàn gạch xả gỗ Đấy, phòng ngủ phòng ngủ đây là gỗ công nghiệp các bạn nhé gỗ công nghiệp này gỗ tự nhiên này màu rất là đẹp để đồng màu như này thì chắc là họ phải sơn lại sơn lại toàn bộ để cho đồng màu đây là phía mặt ngoài OK, thì quay vào chủ đề của hôm nay, thì mình xin phép giới thiệu đến với các bạn một cái mẫu nhà vẫn vẫn theo phong nhà đấy, phong nhà rất là đẹp, máy máy nhật. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mặt bằng công năng ba ngủ, hai vệ sinh, một khách, một bếp, một phòng thờ, phù hợp với lại cái văn hóa văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Đấy. OK, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái chi tiết của cái mặt bằng này nhé. Ừ. Đây là lối vào này. Đấy. Toàn bộ gara, gara này có cái diện tích là 55 nhăm nhăm mét vuông nhé. Kể cả cái lối đi phía sau này. Thì đây, bậc tam cấp này. 1, 2, đấy, đây là bên ngoài này bên mình là bố trí một cái tủ giày tủ giày tủ để đồ giày dép này mũ nón này cái vị trí mà treo ô dù khi mà trời mưa này bước vào không gian không gian bên trong này trong nhà nhá phòng khách này một cái ghế một cái ghế băng hai đơn một đôn đấy, một cái tấm thảm nhìn trước cũng thấy là một cái kệ tivi tổng cái diện tích phòng khách này nó là 24,55 mét vuông nhá Đấy, diện tích phòng khách đây hai mươi bốn năm mét vuông đấy đấy phòng thờ phòng thờ này được ngăn cách với phòng khách bởi bởi một cái cái vách ngăn cái ngăn đan chéo này rất là đẹp. Phòng thờ này với diện tích là 8,5 m2. Hướng thì đã được fix theo theo hướng của chủ nhà các bạn nhé. phòng thờ sẽ được lấy ánh sáng tự nhiên ở đây. Từ đây. Từ cái sảnh chính này đi vào này. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái 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 phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ master. Đây là cái tủ giày này, tủ giày dành riêng cho anh chị chủ nhà nha các bạn nhé còn đây là cái tủ giày mà dành cho đại gia đình này còn đây là tủ giày dành riêng này tủ giày này là sẽ kịch trần cái tủ giày này thì là nó sẽ sâu 35 cm và cao kịch trần nó đây là cái tủ quần áo này phòng ngủ master này thì có diện tích là 15,96 phẩy chín mét vuông một cái giường mét tám x hai m hai cái tam đầu giường đây là cái kệ tivi kệ tivi và tivi ở đây với cái thiết kế này thì các bạn có thể là có thể dùng kệ tivi hoặc là treo trực tiếp tivi lên nhé toàn bộ cái phòng của master này sẽ được lấy ánh sáng từ cái phía này ừ, cái phía này lấy được toàn bộ ánh sáng tự nhiên các bạn nhé bên ngoài này sẽ trồng một vài cái tiểu cảnh khô ừ, buổi sáng thì chúng ta có thể kéo rèm ra mở cửa để cho không khí nó lùa vào trong phòng và nhìn ra cái không gian này rất là đẹp bởi vì đây là cái thiết kế nhà vườn mà Đấy. tiếp theo là cái vệ sinh khép kín trong trong phòng của master này nó có diện tích là 4,2 mét vuông này bước vào này ta có một cái chậu rửa, sau đó một cái xí bệt, sau đó là một cái vách kính tắm, bên đây đây là phòng tắm này, cái vách kính tắm này người có tác dụng mà ngăn ngừa nước 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 trong cái lúc mà chúng ta sử dụng tắm ấy, nó tràn ra ngoài để cho người sử dụng sau nó khô thoáng, và đây là bên trên này có một cái ô thoáng để mà lấy sáng từ bên ngoài vào, nhìn rất là sáng. Hai cái nhà vệ sinh này thì giống nhau nhá, cái 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 vệ sinh thứ hai này, này thì thiết kế giống hết cái vệ sinh thứ nhất này, cái vệ sinh thứ hai này, này phục vụ thứ nhất là dành cho khách đến này phòng ngủ này đình này, phòng ngủ một, phòng ngủ hai này, đấy, khách đến chơi nhà này, đấy, ừ, ok, chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái phòng ngủ thứ phòng ngủ 1 đó, phòng ngủ một, đây là cái tủ quần áo, đây là kệ tivi, tivi chúng ta cũng thể treo hoặc là treo trực tiếp, một cái giường máy tám m nếu như mà mà một một cái giường máy tám trăm toàn có những cái phòng ngủ một này, chúng ta sẽ lấy sáng từ đây, rất toàn bộ các cái cái phòng trong trong nhà đều được thiết kế thứ nhất là này có mấy ưu điểm sau mà, một là vuông vắn hai là đều lấy được ánh sáng tự nhiên cái thứ ba là được gần như là tối ưu hóa diện tích đấy nếu như mà các bạn nào mà muốn 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 có một cái bàn làm việc mà muốn học ấy thì chúng ta có thể thay cái giường mét tám hai mét này thành một cái giường mét sáu nhân hai mét đấy thì đây chúng ta sẽ có một cái bàn 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 đa năng bàn trang điểm kết hợp bàn học bàn phấn rộng khoảng tám trăm tám mươi tám mươi cm và sâu bốn ấy. tiếp theo đấy là chúng ta sẽ đến cái phòng ngủ thứ hai phòng ngủ thứ hai thì thì nó giống như cái bố trí của phòng ngủ một thôi chỉ là đối xứng thôi đấy, tủ quần áo này đấy, một cái giường máy tám như này máy này bố trí như nhau lấy sáng lấy sáng đây đó phòng thờ đấy. chúng ta tiếp tiếp đến cái phòng thờ đấy ở cái vị trí này nhá đấy, bên mình là bố trí một cái cửa lùa Cửa lùa để cho mà tối ưu hóa được 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 không gian ánh sáng cửa lùa cái này nó sẽ giấu ở âm tường các bạn nhé Đấy, khi mở thì sẽ mở ở đây khi mà cần yên tĩnh khi mà cần 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 cái thực hiện cái 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 nghi thức thờ cúng thì kéo vào đây cách âm hoàn toàn mà khi mà không dùng nữa chúng ta có thể giấu vào âm tường chạy thẳng vào đây Đấy, rất là hiện đại rất là đẹp thì khi mà dùng cửa lùa thì chúng ta sẽ có một cái dây ở đây nhưng mà với những cái dây hiện đại như bây giờ ấy, thì thì nó nó rất là đẹp và nó rất là bền Nên các bạn yên tâm Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu được cái uh, cái không gian phòng bếp đây toàn bộ cái diện tích bếp này ừ. diện tích bếp là nó sẽ rộng là 20,65 mét vuông nhé về công năng cơ bản thì nó như sau Đấy, uh, khu bếp này ăn này tủ đa năng tủ đá, tại sao là mình lại hay sử dụng cái thuật ngữ tủa năng đây có thể là tủ rượu này tủ trang trí này tủ bắt đĩa đế co này đây, bên đây có thể làm tủ lửng nhá, tủ lửng hoặc là uh, tủ cây trần. Nếu mà làm tủ lửng thì bên trên mình có thể để bát đĩa, những cái đồ đề co, chậu cây ở bên trên cao thì có thể treo tranh. Bên dưới thì thì uh, thì đóng cánh, đóng hộp rất là đẹp để ly cốc chén. Uh, còn cái công năng của khu bếp thì sao? Khi mà bước vào đây, bước vào đây, đây là cái tủ lạnh nhá. Uh, tủ lạnh này, đây là cái tủ kho. Tại sao lại là cái tủ kho? thì cái này À, cái tủ kho thì là nó nó kích thước nó giống như cái tủ lạnh bình thường thôi nhưng mà nó chuyên để đồ khô. Đấy, sau đó là khu vực mà lò vi sóng, lò nướng để khi chúng ta mà lấy đồ đây lấy đồ từ tủ lạnh này chúng ta sẽ ra dạ đông, sơ chế, nấu hoặc quay lại bàn ăn bày biện trang trí. Ở vị vị ở khu bếp này ở vị trí cái mép tường này, cái tủ kho này, Đấy, bên mình cũng bố trí một cái cửa lùa nhá, cửa kính lùa giống như cái căn mẫu các bạn tham khảo ấy để mà khi mà mình nấu nướng nấu nướng đấy, nó sẽ có tác dụng ngăn mùi ngăn mùi tạo sự riêng tư và không ảnh hưởng đến phòng khách và sinh hoạt chung đây còn khi mà không sử dụng nữa chúng ta có thể mở ra mở ra để để chúng ta có một cái không gian sinh hoạt chung sinh hoạt chung là phòng khách này phòng bếp này đấy, nó nó rất là rộng rãi thoáng thoáng đáng mà không bị hạn chế về tầm nhìn đấy còn phía bên phải này bên phải này là cái việc mà bên mình chỉ định vật liệu thôi chỉ định vật liệu để chốt với anh chị chủ nhà còn cái mẫu còn cái mẫu nhà này mẫu nhà này thì sẽ làm như này chín chín phần trăm là sẽ làm như này anh chị rất là thích cái mẫu này